biến mất rồi. Sao mình vẫn chưa hiểu gì cả? À, Mumu, có từng nghe về thế giới này chưa? Ông nội từng kể cho Mumu nghe truyền thuyết về lục địa ảo ảnh, nhưng nó không phải là vấn đề. Mumu muốn về nhà, Mumu muốn ăn thịt ba chỉ. Hình như Mumu còn giấu mình điều gì đó thì phải. Thôi được rồi, nếu đã đến đây, sao không mặc trang phục năng động tung tăng ngắm phố nhỉ? Xin hỏi thị trấn gần đây nhất ở phía trước có phải không? Đúng rồi, mà đánh thắng bạn xong mình còn muốn chạy bộ một vòng. Mau bắt đầu đi. Mình tên là Nikki, mình cũng không biết sao lại đến đây. Được rồi, chắc là trốn nhà đi chơi đúng không? Trước đây mình cũng từng làm thế. Mình tên Yoko, đến từ vương quốc Lilith. Phía trước chính là thị trấn, chúng ta cùng đi nhé. Chào bạn Yoko, mình là Nikki, còn đây là Mumu. Vậy là bắt đầu cuộc hành trình mới đó hả? Thị trấn này cũng giống nơi mình sống, kiến trúc và đường phố đều giống nhau. Hả? Thì ra bạn đến từ Liên bang Báo Đỏ. Không, mình và Mumu đến từ thế giới khác. Liên bang Táo Đỏ mà dù cô nói là nơi nào vậy ta? Vượt không gian đến sao? Tin đùa không ta? Làm sao có chuyện này được chứ? Đừng có đùa nha. Qua. Bạn hãy mau mau giới thiệu về Liên bang Táo Đỏ đi. Phong cách kiến trúc hiện đại, thời trang là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Vậy có khác gì với cuộc sống ở thế giới của mình đâu? Thank you.
gì không? Chúng ta có thể giúp gì cho cô ấy không? Ra. Con mèo đáng sợ quá. Mình là Vi Vi, đang trên đường đi phỏng vấn. Thật ngại quá. Hy vọng không trễ giờ của bạn. Hay là chúng ta thi đấu một trận phong cách tao nhã tuổi mới lớn để giúp mình có thêm chút tự tin nhé. Chuyện nhỏ, Nikki, tới lượt bạn đó. Vô cô, sao lại nhảy con hồng mông mông vậy?
vẽ chạy qua đây không? Hình như là có. Lúc này có một cô gái rất gợi cảm cầm bản vẽ chạy qua đây thì phải. Đúng rồi, đó là Mela. Bạn biết cô ấy chạy hướng nào không? Được thôi, nhưng mà mình đang phân vân. Lát nữa có hẹn với người cung Bạch Dương nên phối đồ thế nào? Hay là các bạn cử người thi đấu, cho mình học hỏi một tí được không? Lại tranh lời thoại của tôi là sao? Giúp đỡ, mình sẽ cố gắng thêm. Cô ta hay lượn lờ ở mấy quán bar gần đây, các bạn đến đó tìm thử đi. Cảm ơn Timmy nhé. Bye bye nha. Nikki, cái chị mê trai này là ai vậy? Thank you.
Nikki, Yoko, Mumu. Cảm ơn các bạn giúp đỡ. Nikki nhất định thắng mà. Ôi da, Mumu sao lại đạp chân mình chứ? Lợi hại. Rốt cuộc Black Rose là tổ chức như thế nào? Nghe đồn sau khi công chúa Ali của vương quốc bồ câu kế vị đã thành lập nhóm Stylist Black Rose. Tổng cộng có 10 Stylist rất có thực lực. Họ nhận lệnh nữ vương đi tìm bộ phận quần áo và bản vẽ cao cấp khắp nơi. Meow. Black Rose gì chứ? Tổ chức ăn cướp thì có. Được rồi, mình nên nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu. Nữ vương Natalie đã đưa chúng ta đến đây, thì chúng ta cứ đi vương quốc Lilith trước.